đã quay trở lại với cái kênh Ngọc Ngân Bến Tre. Thì kênh Ngọc Ngân Bến Tre thì con đặt cái tên như vậy là để cho quý cô chú anh chị biết cái địa chỉ của con ở đâu. Thì địa chỉ của con là ở Bến Tre, cụ thể là ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Tỉnh Bến Tre thì nổi tiếng với dừa, nhưng mà ở đây thì có rất là nhiều hoa kiển đẹp luôn á, chứ không phải riêng gì dừa quý cô chú anh chị. Có rất là nhiều hoa kiển đẹp luôn nè, là từ mây con, mây ghép rồi bông trang nè. Giống như ở nhà con hiện tại thì có trên 40 loại bông trang giống khác nhau, từ lá nhỏ, lá trung cho đến lá lớn. Thì bên cạnh những cái dòng đó thì con còn cung cấp những cái loại cây giống hoa kiển trong và ngoài nước. Hôm nay thì con sẽ giới thiệu một cái loại cây ở Việt Nam nha, cụ thể là sản xuất ở Bến Tre, cụ thể là ở nhà của Ngọc Ngân. Thì cái cây này gọi là cây tắc Mỹ hay còn gọi là tắc vỏ ngọt đó quý cô chú anh chị. Thì cái cây của mình đó thì cái tắc vỏ ngọt là cái vỏ nó ngọt, nhưng mà cái nước nó vẫn chua nha. Cái loại mà cái trái dài dài vàng vàng á thì mình chưng rất là đẹp. Cái loại này thì Tết mình làm kiểng rất là đẹp, tại vì cái cây này thì còn gọi là cây hạnh, hay là còn gọi là ở miền Bắc người ta hay gọi là cây quốc, ở miền Nam mình gọi thì là cây tắc. Dạ, sau đây thì Ngọc Ngân sẽ đo chiều cao cho quý cô chú anh chị nha. Thì cái cây này có giá là 100.000 đồng một cây. Thì bốn cây thì Ngân sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho quý cô chú anh chị luôn. Để con kê cái cục gạch lên. Dạ, chiều cao của cây tính từ miệng chậu á quý cô chú anh chị là nó cao 44 cm. Mẹ quay video mà mẹ hở ra luôn. Dạ, cái thân cây thì nó cỡ như điếu thuốc á quý cô chú anh chị. Cũng như từ miệng chậu đi lên á, cái thân cây á là nó cao 17 cm. Rồi từ cái mắt ghép đi lên nó là nó 28 cm. Thì cái cây này á là mình cây ghép nhưng mà nó đã liền mắt bo rồi á quý cô chú anh chị. Và cái đường kính của cái miệng bịch là nó 15 cm. Chiều cao của cái miệng bịch là 17 cm. Dạ, cái cây này quý cô chú anh chị có thấy là từng cái lách lá là nó ra những cái trái nhỏ nè, nó rất là xum xuê, nó rất là đẹp. Cái cây này là cái cây ghép á, nên là cái cây của mình nó nhanh có trái lắm luôn á. Khi đem về là quý cô chú anh chị tầm khoảng 2 tháng sau là mình có thể thu hoạch được rồi. Hiện tại thì cái trái mình nó nhỏ nhỏ, nó rất là dễ thương luôn. Thì cái chất trồng nó cũng đơn giản á quý cô chú anh chị. Tất cả những cây bên dừa Ngọc Ngân á thì đa phần hết 98% á là trấu với sơ dừa là cái chất trồng chính. Thì tùy mỗi cây mà mình sẽ có bón phân, thì thường là gia đình Ngọc Ngân sẽ bón phân chuồng, nên những cái cây bên đây á thì là nó sẽ không có xanh mướt như những cái vườn khác. Nhưng mà được cái là nó khi quý cô chú anh chị đem về chăm á thì nó sẽ dễ phát triển hơn. Thì quý cô chú anh chị lấy 4 cây thì sẽ có giá là 400.000, thì Ngọc Ngân sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc. Quý cô chú anh chị không có phải nhất thiết là lấy một loại tắc thôi, mà quý cô chú anh chị có thể lấy nhiều loại khác nhau, từ những cái loại mây con, bông trang rồi cho đến các loại cây giống. Thì quý cô chú anh chị thích loại nào thì liên hệ Ngọc Ngân, thì tùy theo đơn hàng mà Ngọc Ngân sẽ bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị, sẽ hỗ trợ một phần phí ship hoặc là quý cô chú anh chị sẽ trả tiền ship. Thì quý cô chú anh chị đừng có quên bấm đăng ký kênh nha, tại vì còn có rất là nhiều hoa kiển cũng như các loại bonsai đẹp mà Ngọc Ngân muốn giới thiệu với quý cô chú anh chị á. Cảm ơn quý cô chú anh chị trong suốt thời gian qua đã luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành với Ngọc Ngân. Và Ngọc Ngân xin kính chúc cả nhà mình có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, ấm áp bên những người thân yêu nhất của mình nha.